trả lại cho nhau đêm chờ nhau bên quán khuya hôm nào gửi yêu thương ngọt ngào mơ tình mình muôn hoa mộng đẹp dân chiêm bao đừng trả lại cho nhau kỷ niệm mơ nối về trên phố nhỏ chiều hẹn chờ công viên tay vòng tay lòng nàn nỗi ấm men say đừng trả lại cho nhau câu thề xưa không xa rời mãi yêu yêu trọn đời dẫu tình nhiều ngàn trái tình mình mãi đẹp người đừng cha lại cho nhau khi tình ta đã lỡ một ban đầu khổ sầu nặng vừa hơn mình tự lại trong nhau những ngày xưa dẫu tình ta đã nở lời hẹn thề trăm năm thôi từ đây gợi vào sương khói mây bay đừng giận hờn chi nhau cho người đi thêm đớn đau sầu gửi trong nhau tình đầu để những ngày xưa ấy chữ tình còn đẹp trong đừng trả lại cho nhau khi tình ta đã lỡ mộng ban đầu ai cũng mang u sầu dần hơn tình trả cho nhau chỉ là gieo thêm đêm đau đời làm đắng mặt đau thương chia tình ta hai lối rẽ đôi đường tiếng biệt ly em tan tan trường người con tim trả yêu thương chỉ là khổ sầu nặng vừa gợi vào sương khói mây bay đừng giận hờn chi nhau cho người đi thêm đớn đau u sầu giữ trong nhau tình đầu để những ngày xưa ấy chữ tình còn đẹp trong nhau giữ trong nhau tình đầu để những ngày xưa ấy chữ tình còn đẹp trong nhau. Vâng, Trung tâm Điện tử Giám Hoa xin trân trọng kính chào toàn thể các anh chị em yêu âm nhạc và đam mê ca hát trên khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh của Điện tử Giám Hoa.
Vâng, trên màn hình nhỏ của toàn thể các anh em, đây là một cặp loa lời BK có mã số 330. Đây là một dòng loa bãi xịn, được sử dụng một chiếc loa chung 16 và hai chiếc loa chép. Đây là một dòng loa bãi của Nhật Bản mà bên trung tâm điện tử Tấm Hoa hôm nay test chất âm. Và vừa rồi bên trung tâm đã xong ca một ca khúc Đừng Trả Lại Cho Nhau. Vâng, với một cặp loa lời BK có mã số là BS338, bên trung tâm điện tử Tấm Hoa đang đấu ghép, vâng, đang đánh nó với một chiếc đẩy công suất 64 sò, có mã số là AC4850. Vâng, chiếc đẩy công suất chạy 4 kênh mà bên trung tâm chỉ có mới đang đánh nó với 2 kênh và còn 2 kênh chưa sử dụng đến. Vâng, với một cặp loa tuy rằng rất là bé nhỏ nhưng bên trung tâm đang đấu ghép nó với một chiếc đẩy công suất cực lớn 64 sò, vâng, AC4850. Vâng, và hôm nay bên trung tâm đang test chất âm để cho toàn thể các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc yên tâm hơn về một cặp loa lời BK hàng bãi xịn của Nhật Bản. Chất âm rất là hay, vâng, chất âm cực kỳ hay, chất âm chắc và sắc nét. Vâng, và bên trung tâm cũng chỉ đấu ghép với một cặp loa, vâng, đây chỉ đấu loa với một cặp loa thôi, một cặp loa BK. Chất âm rất là hay. Và toàn thể các anh em nữa có nhu cầu ghép thêm một cặp loa lời cho bộ dàn karaoke chất lượng, xin hãy liên hệ ngay cho trung tâm điện tử Tấm Hoa theo số máy 0918249265 và 0974637646. Điện tử Tấm Hoa, trung tâm thị tứ Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Và chất âm rất là